mày. Không, mày. Mày bỏ, mày xem, giờ mày tôi mới biết đó là Nhân làm nghề. Chứ mày Minh Nhân vậy các bạn. Xó thiệt luôn á. Tinh trang quá hay sao? Má nghệ nhân quán cặt kia trắng trắng với cái phần này. Đúng rồi. Cái phần đất đất dưới. Đúng. Trắng luôn nhân. Nha. Trắng thẳng luôn. Mình. Bắn luôn. Ghê lắm anh em ơi. Ủa. Má người về đau cổ quá. Chịu nổi. Cái keo mà đủ đó. Mặt đen biến sắc luôn, mặt đen biến sắc luôn. Nghệ nhân mà. Đi biết có đi cái kem cái rồi này dài xuống xíu luôn. Cái bầu này hơi bự. Rồi rồi ngon rồi. Rồi Thịnh ơi. Má mẹ mày thấy mày làm được. Thấy xấu, thấy xấu rồi, đụng má mình lên làm lại. Không. Cố lắm luôn rồi đó. Em xíu em đau. Đúng rồi. Rồi. Ta hãy cố mà. Mày phần đuôi đi. Không bây giờ mình giết hết chứ Trang đi, rồi khúc nào mà nó lâm dơ mình ấy ra. Ok. Rồi chứ rồi đi. Hey, ôi đụng cái lét. Có đá cái chân lên không? Cái đá cái chân lên. Cái chéo chéo, cái chéo chéo mà. Anh ấy mà. Không. Nửa mùa thôi. Rồi. Đây. Thiệt luôn á thầy. Hai chữ không thấy hết nửa hình nữa. Còn ba chữ rồi. Ba chữ này đơn giản rồi. Bay liền. Bay cái bên này dễ chút nè, Không. Má càng quá nhưng ơi. Cái như dứt hình vậy á. Má trở tình Trang Trương cái con cặc gì đấy vô bẻ đó, kiểu vũ không mà. Mày á Thịnh ơi, mày không là mày á rồi. Bỏ mẹ mày đi. Mày thì cũng cua được Trang Trương thôi mày. Nãy giờ nhân bỏ nãy giờ nửa tiếng rồi đó. Cái này thắng thua giờ sao sang. Trời ơi. Rồi. Không xấu. Không. À không đó. Cào ra. Rồi. Bay chưa? Không, cái này sửa được. Để nghệ nhân làm việc. Nghệ nhân đúng mình cái tư duy khác biệt mình lắm. Đúng rồi. Mình nó phải nghệ nhân không mà. Đấy. Đồ. Giữa mày kẻ là cái kia thôi. Đừng có lấy cái sò vô. Phá né đó. Rồi lại. Không nghĩ mày kẻ đường ngang chứ mày kẻ cái đường chéo không lại phía sau. Kẻ kia. Hay. Rồi mình tỉnh lại nè, mình giữ đầu lạnh xíu đi. Cái là từ giờ ghét sao. Lẹ biển còn xa lắm nhưng ơi. Mày cứ từ. Thoải mái nhưng ơi đi overlay mày luôn. Đủ cùng lắm tôi nằm xuống tôi chặn biển với mày luôn. hết đồ mà cũng chịu nữa. Mình đụng quá, lấy cái xẻng mà ông ghi cái xẻng á, cắt nguyên cái hàng luôn. Ờ, đào nguyên cái hào đây nè. cái hào bảo vệ Trang cũng được đi cái sự liên kết đó, cái sự liên kết rồi thấy cái nét này nó bị thấy cái sự liên kết đó, thấy cái sự liên kết đó. Mình bay xíu được không, mình bay xíu được không, cái này mình nhánh rồi đúng rồi, cái này mình nhánh rồi mình được kẻ mình phải vậy á. Trời ơi má căng thẳng quá. Rồi hết da không hết da nha, hết da đó. Ôi nó chuyên nghiệp quá. Ôi đồng chí ke mày ơi. Rồi vô chứ ai ngon rồi đó. Rồi kẻ kiếm rồi. Nó bị mềm. Không mình lấy cái tay mình tạo cái đường viền này cho nó hiểu không thôi. Okay. Mình tạo đường sau cho nó, tạo đường sau đó. Đó. Má nghệ, nó gọi là nghệ cái cũ mà. Đúng rồi, thế mạnh thì bí thuật. Không thể nào thì sự tâm tỉ mỉ sự chăm chú rồi. Má cái này mà bay đi mấy cái bẩn đó thì cũng nhân mày trời ơi đi cái nét tỉnh rồi. Tìm cái trường gì nghệ á, nghệ cũng cũ luôn nha. Ừ. Nghệ xíu không được, nghệ cái gần cũng được á, để ít trên sang lấy cái nhanh nữa. Bị thằng này tối chút. Quá không thấy mặt nó kiến trúc tao tỉ có ý cho mày luôn. Rồi bây giờ nó kể xong chữ N là hết chữ G rồi Thịnh ơi. Được đủ chỗ đụng mẹ không cho vậy với tim mày luôn. Ừ. Chứ tim đơn giản á luôn, giờ kia lăn đụng má nó kéo này ra đây cũng được nữa. Mắt mắt chăm chú quá tao cũng lo lắng nữa. Trời ơi chứ nào phải tính lại xíu tính về lại cái nào này
chỗ nào này hơi hẹp nha. Đi tránh cái bề lại, tránh cái bề là đẹp. Bay rồi, bay rồi. Phải bay rồi, phải bay rồi. Chóc dữ đâu, máy chóc dữ. Bay. Không có chấp nhận được. Nhưng giờ cái vô nó bị chủng, đúng rồi nào. Kiểu mình có form sẵn á, mình có form sẵn rồi đó. Chàng nhìn thấy vậy cảm động vãi lồn luôn. Má sao mình cảm động bằng nhân luôn. Đổ nhân luôn. Má sao đổ nhân luôn. Tao không chịu được tiếp vào vậy luôn. Má bó tay luôn á. Ủa cái gì vậy? Kiểu cái lỗ, cái lỗ, cái nét riêng, cái nét riêng. Không, cái lỗ kỳ quá. Cái lỗ kỳ quá ha. Chìm bó sò trong đó. Đồ. Thế cho tình yêu đi luôn. Ôi cái thằng này nó ngại chứ. Kiểu cái tác sĩ gì nghệ sĩ thường hay để lại cái gì để cho biết tác phẩm mình á. Đúng rồi, à, cái đó gọi là cái nét đặc trưng, nét đặc trưng á. Xin đây chờ cái ủa gì vậy? À bằng. Anh còn bị kỹ quá rồi. Chiếu sáng bốn phương luôn. Ừ. Máy cái camera hỗ trợ chắc hết mất luôn. Sáng giờ quay clip không có clip nào hữu vị, clip mẹ không gì nhất luôn. Không có clip nào hữu vị hơn clip này luôn. À cái này là phải edit là riêng một video luôn. À, căng lắm luôn nha. Ôi. Đây, bắt đầu nước này bùng rồi. Má, bạo lực quá đợi tí đi. Trời ơi, quá đẹp hiện quá. Má, còn hai chữ nữa thôi. Sao rồi, nó sao rồi. Ê, con cháu kìa, con cháu nha. Rồi, đụng vô cá. Cá nghệ nhân lòi giấy luôn. Đụng vô một cái là tới, cũng tới luôn. Mấy người dân đang rửa đồ dùng rồi. Chó về cho Trang luôn. Đồ quá chữ luôn. Cá cha là hơi bị nghệ đó. Ôi, cái đồ của nghệ nhân đây không? Đây mày hư rồi đó. Trời ơi. Thấy không, đừng nhân chỉnh nữa nè. Thấy không, mày má đụng vô chỗ đó luôn hình. Má nó thiệt sự tinh tế nghệ nhân vậy mà lùng hỉnh biết trân trọng từng cái độ sâu từng cái nét nổi nó đã được rất nổi luôn á, nó gọi là tính toán hết rồi đấy, cái độ sâu hay cái sự liên kết trong bức ao gỡ đẩy của cha luôn này không đó đó hay không đó 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 má cần cái gì luôn mẹ từ đó nó đá lên mà không nghe mấy ngàn ừ lòng biết nha chỗ tôi đau coi coi chặt xem quá. Vô chứ là anh rồi chứ tao lo chân quá mày ơi, thiệt quá quá đau chân luôn cái hôm nay đó có rèn gịch nửa tiếng hồi đó cũng gần chữ hả má sinh năm 2000 đi cái này gịch nửa tiếng hồi đó ok chưa rồi cho mày chứ N nè ngon ngon rồi đó thấy đó ẩm rồi đó chứ nào đi đẹp luôn rồi 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 bay cái đấy cuối này thôi rồi cái này chỉnh viền rồi cái này chỉnh viền rồi. Rồi. Nè. Nè cúi đi dưới lên đi mẹ ơi. Ê coi chừng nha, coi chừng nha. Má cảnh. Mày phải đẩy cát từ cái vỏ sò ra. Rồi chứ rồi. Má chứ rồi phải cần rồi chứ rồi đi nét công mẹ ơi. Cái này nè, ấy. À, nhìn cái tay nha, nhìn cái thao tác nha. Tạo viên. Cái này phải đi à, nghĩ đi dứt khoát luôn rồi. Đi một lần thôi, không có đi hai lần. Rồi hơi khó. Chứ rồi này mình phải làm gì cho nó đặc biệt đi. Chứ gờ thường để nghệ nhân lo được, khoa này nghệ nhân căng lắm. Đó, cái lan gì nè mày ơi, Sang bắt cận được không Sang? Tạo diện, tạo cái form mình vẽ một đường thôi. Rồi chỉ gờ chứ đi được đúng một nét một thôi. Là chỉ gờ này thẳng thẳng thôi mày ơi. Tao sao nghĩ chỉ gờ nghệ nhân mà chỉ gờ phải vẽ xa xa ra xíu gần gáy quá đi nét ở dính cái nền luôn. Rồi bắt đầu vô nè. Ôi, nói mày cái khung tạo viền mà. Mình nhìn không ra nha. Mình nhìn không ra nhưng mà đúng má. Không, mày nhìn ngược thôi, tao nhìn ra thôi. Má nhìn ngược thôi. Nói gì rồi. Mày đừng đừng bóc nữa. Mày đừng đừng bóc người nghệ nhân tao á. Bà tốt. Chưa tao tiếng không? Đừng mẹ làm content mà sáng. Má nha, tự một nét nha. Má một nét coi. Má đồng nhân. Đồng nhân học được vậy chắc cũng má mừng lắm. Bây giờ nói ngành còn kịp luôn. Tôi nghĩ là nó mới vô địch IT luôn á. Phải tìm mấy ngành nào phù hợp với mày. Nhân ơi, IT không phù hợp mày nghĩ gì?
lâu cũng được nữa, mốt bọn tao làm bọn tao nuôi mày đi học luôn. Này thôi bớt sùm lò này em bú cu má giờ đụng má tàn phá mà già. Nuôi đụng má nuôi hay quá tính tính nè khúc mày đi hơi thẳng nè đúng không, đi còng xuống nữa má tao đau chân lưng tao vẫn que đó nhân ơi, có sự gì khuyết mày tính chạm nó với tim của tao rồi đó. Xíu chiếc in thôi Thịnh. Má mệt quá. Trời ơi Thịnh ơi. Rồi vàng ngủ mẹ gì thằng lùn tới thui luôn. Mấy quay mặt lùn Thịnh cái đúng tối luôn. Lùn Thịnh đủ mấy thì đi con cặc.